Lúc cận tử, cận tử nghiệp thực sự quan trọng. Quyết định đời sau phải tái sanh cõi nào. Có những đạo phái, tông phái rất chú trọng lúc cận tử. Như bên Tây Tạng hình thành nên thuyết cận tử và có kỹ thuật riêng để chuẩn bị cho lúc cận tử gọi là giáo lý Ba Đô. Vậy nếu vậy chúng sanh nếu luôn được tập trung vô thời điểm này sẽ mãi mãi không rơi vào cảnh tái sanh ở các cõi khổ vậy có đúng với luật nhân quả không ờ, nó có nhiều khía cạnh mà chúng ta phải bàn đầu tiên uh, là có thật sự cái người mà nhận cái tiền kiếp của mình đó, là đúng như vậy hay không hay là do những cái quyền lợi danh lợi lợi dưỡng mà họ làm như vậy ờ, ở phương tây vừa qua thì nó có một cái trường hợp là một cái đứa nhỏ sinh ra được uh, nhận định là một vị đặc ma Tây Tạng uh, Nhưng mà Thì đương nhiên nó cũng theo những cái nghi thức uh, Truyền thống xưa giờ đó Để xác nhận Nhưng mà do sanh ở cái xứ châu Âu á, Cho nên uh, vẫn ham chơi Vẫn tiếp xúc và vẫn hưởng dục như người đời thì người ta đặt ra hai câu hỏi đặt ra câu hỏi là đây có thật sự là cái vị đạt ma tái sanh hay không hay là đây là một cái âm mưu mà phương tây gọi nó là quá trình tẩy não trẻ em nó có những chương trình tẩy não mà mình không ngờ được Thí dụ như Uh, người ta có thể tẩy não một cái đứa nhỏ uh, là nó nó là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ tái sanh. Và suốt một quá trình tẩy não lâu dài như vậy đó thì nó Thật sự tin như vậy. Và thậm chí nó sẽ có những ảo giác mà nó nghĩ đó là ký ức của kiếp trước của nó do nó là Bồ Tát tái sanh. Cái chuyện nó có nha rồi có những đứa nhỏ được tẩy não là để rồi nó lớn lên nó đánh bom liều chết ấy rồi có những đứa nhỏ được tẩy não là nó không phải con người nó là con thú thì nó cũng sống như con thú cho nên đừng coi thường cái khả năng tẩy não của loài người mà mình nói tẩy não theo nghiệp có nghĩa là sao do do chúng sanh có cái khuynh hướng tâm lý là tâm si nó nặng á cho nên là khi người ta cho nó tiếp xúc với những cái pháp đối ứng với việc phát triển tâm si thì nó sẽ khiến cho tâm si của chúng sanh nó tăng trưởng và bất kỳ một cái tâm nào khi mà nó tập trung nhiều việc thì nó cũng có khả năng làm được chuyện nọ chuyện kia dù đó là cái nghiệp bất thiện. Đấy. Thành ra cái chuyện mà tái sanh này á, là phải thêm lại uh, chưa hẳn là nó đã chính xác đâu uhm. và dù cho nó có đúng đi nữa thì đã sao đã làm sao quý vị nhớ dùm sư cái cái câu chuyện về một cái vị uh, trưởng giả rất là giàu có không uh, biết phải, à, à không có con đó là do kiếp xưa đó vị này đã từng cúng dường Đức Phật độc giác cho nên bảy kiếp liên tục vị này sanh về cõi người cõi trời mặc dù vị đó có tạo bao nhiêu ác nghiệp đi chăng nữa trừ khi vị đó tạo um, ngũ nghịch thôi Chứ còn không thì vì đó vẫn nhẫn nhơ của người cõi trời. Nhưng mà mình không thể nào nói rằng do cái cách mà vị đó sống trong cái kiếp hiện tại mà vị đó được sanh về cõi người cõi trời đâu. Cũng như trong một lần vua Bác -na Đí tìm người đồ tể bởi vì cái người chịu cái trách nhiệm làm đồ tể đó à, người này già cả rồi chặt đầu người ta chặt không có đứt rồi làm cho cái người tử tù phải chịu cái đau đớn không cần thiết thì có một người có người đã xung phong nhận việc bởi vì người này nói rằng đó à, tôi có khả năng nhớ tiền kiếp tôi có trí nhớ tiền kiếp trong bảy kiếp rồi nhờ sát sanh mà tôi sanh về cõi người cõi trời cho nên là bây giờ tôi vẫn tiếp tục sát sanh để tôi tiếp tục sanh về cõi người cõi trời khi Chư Tăng đem chuyện này đến Bạch với Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn nói rằng Do bảy kiếp về trước Cái người thanh niên này Đã từng cúng dường Đức Phật độc giác Cho nên Trong bảy kiếp Vị này tái sanh về cõi người cõi trời Dù cho vị này có tạo ác, ác nghiệp đi chăng nữa Nhưng mà ở kiếp thứ bảy này Là kiếp chót Và khi kết thúc thanh mạng ở kiếp này người này sẽ đi địa ngục y chang như vậy có một số trường hợp họ nghĩ rằng bằng cách này bằng cách kia mình sẽ duy trì được đời sống ở cõi người cõi trời nhưng mà họ không ngờ được đó là do một cái Phước cũ rất là lớn hồi sửa hồi xưa nào đó nhưng mà do cái khả năng hạn chế đó họ không nghĩ chuyện đó mà họ cho rằng do mình thực hành một cái phương pháp đặc biệt cho nên mình mới tiếp tục sanh về cõi người cõi trời và do sự tin tưởng đó nó ứng nghiệm họ làm và họ thực sự họ đã trải nghiệm chuyện đó cho nên họ tin tưởng thêm và như vậy thì nó đi ngược với nhân quả họ không biết được rằng khi phước họ hết thì dù họ có nỗ lực nó cũng không cải thiện được cái cảnh giới tái sanh cho họ đâu hmm. ờ, thành ra đó chúng ta học theo lời dạy của thế tôn nó vẫn tốt hơn là mình học theo những cái phương pháp này phương pháp kia nó không có gì đảm bảo hmm. bởi vì phương pháp của thế tôn á là một phương pháp được chính bản thân ngài chứng nghiệm bằng trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác còn những kiểu mình chế ra bây giờ đó nó được làm bởi trí tuệ của một vị phạm phu vẫn còn tham sân và si à, quý vị có thể nói sư là cái người à, bảo thủ Ờ, cũng được tùy nhưng mà cái sư bảo thủ sư giữ lại là sư giữ lại cái phương pháp thực hành truyền thống của đức thế tôn ờ, còn quý vị muốn phát triển thì quý vị phát triển phương pháp gì đó là chuyện của quý vị mà phát triển riết rồi quý, quý vị biết là ở nhật bản ấy, những con người tự xưng là thầy tu thì vẫn lấy vợ sanh con bình thường thì muốn phát triển như vậy thì tùy mình thôi cho nên sư chỉ công nhận và đồng ý những cái phương pháp thực hành nào được kinh tạng nói đến được đức thế tôn nói đến còn những phương pháp ngoài ra thì đều phải xét lại hết bởi vì như sư nói thế tôn là bậc thế gian giải mấy cái trò của mình ngài biết hết nhưng mà ngài không nói, ngài không dạy là bởi vì sao? Bởi vì nó không có tác dụng. Ừ.